Thấy chưa? Đi ra quá chơi đi. Đổ cái bông mưa vào đây, đưa cái khay không ấy. Bật nó xuống hai nấc ạ. Nghỉ việc đi em. Ông có đi mua đồ này đi mà nó xấu quá. Chị ai mua được đúng một bộ này biết rồi. Chị có mua đâu? Ủa mình đi nào? Ừ đúng rồi đó. Đồ đó bà đẹp nó không rẻ mà nó không kiểu bà đấy bà đẻ xong rồi bà không chăm chút gì ấy. Sao nó mọng vậy ta? Chứ có xài gì tái tạo không? Dạ không. Em tìm phát sinh mà là vì nó muốn đen. Mụ này không nói mà. Thấy da nó hơi mọng mà. Xong rồi. Thụ em sức nó làm chai cái mụn đó nha, chai hết rồi.
chú đi nè.
gì cái điện thoại xuống rồi. Bình thường em có xài tẩy trang không? Em. Dạ. Bình thường có xài tẩy trang không? Dạ có. Rồi. Để xíu thuốc xong phần sau ghé lấy mình nha.